Phật giáo là giáo dục, chúng ta nhất định phải khẳng định như vậy. Nó là tôn giáo, nhưng không phải là tôn giáo trong con mắt người bình thường ngày nay. Nó là tôn giáo mà Trung Quốc cổ thánh tiên hiền đã nói đến. Tôn mà cổ nhân nói nghĩa là gì? Tôn là chủ yếu, quan trọng, là tôn sùng. Giáo là giáo dục, dạy học giáo hóa. Tôn giáo hợp lại với nhau là tất cả chúng sanh. Giáo dục quan trọng nhất, dạy học quan trọng nhất, giáo hóa tôn sùng nhất. Nó có thể làm cho thiên hạ quốc thái dân an. Nó có thể làm cho mỗi một gia đình hạnh phúc viên mãn. Nó có thể làm cho tất cả chúng sanh mỗi mỗi đều có thể trung hiếu nhân ai. Đều có thể làm đến thánh nhân quân tử. Đây là giáo dục chủ yếu. Giáo dục của Phật Đà, mục tiêu cuối cùng là làm cho tất cả chúng sanh thành Phật, thành Bồ Tát. Người xưa nói thành thánh, thành hiền là cùng một ý nghĩa. Quý vị nói xem, giáo dục này quan trọng biết bao. Nếu như không có giáo dục này thì vấn đề xuất hiện rồi. Chính là nhà không giống nhà, nước không giống nước. Đây chính là hiện tượng loạn của xã hội ngày nay. Hiện tượng loạn của ngày nay nguyên nhân thực sự là chúng ta làm mất đi sự giáo dục. Ngày nay không phải là sơ suất, mà ngày nay đã làm mất đi rồi. Chúng ta muốn cứu bản thân, muốn cứu nhà của mình, muốn cứu quốc gia, muốn cứu dân tộc, muốn cứu thế giới này, không có gì khác ngoài việc tìm lại giáo dục truyền thống của thánh hiền. Đầu tháng này tôi ở Malaysia cũng giảng về 48 nguyện. Gặp được ông Trần Đại Huệ, ông cũng đang ở Malaysia. Nhận lời mời của những đồng tu bản địa, chúng tôi làm một bài phỏng vấn. Hòa hiệp dẫn cứu nguy cơ tập thứ 3, chúng tôi mời trưởng lão Mahathir. Ông vừa từ nước ngoài trở về, thân thể cũng không khỏe khoắn lắm, tuổi tác cũng lớn rồi. Chúng tôi không nhẫn tâm mời ông xuất hiện. Ông nói sau này có cơ hội, ông cũng muốn cùng nhau bàn về những vấn đề này. Ông đem danh từ của chúng tôi sửa lại hai chữ. Chúng tôi dùng là hòa hiệp dẫn cứu nguy cơ. Ông nói dùng giáo dục dẫn cứu nguy cơ thì nó càng hay hơn là từ hòa hiệp. Đây là điều ông kiến nghị. Dùng giáo dục, chúng tôi nghĩ giáo dục chỉ sợ là nó bị lẫn lộn. Hiện tại giáo dục rất phát triển, khắp nơi trường học mọc lên như nấm, không phải là giáo dục đó sao? Cho nên từ trước giáo dục còn phải thêm hai chữ nữa là thánh hiền giáo dục.
Hai chữ thánh hiền này hay. Thông toàn bộ giáo dục truyền thống, cũng thông tất cả giáo dục tôn giáo. Cho nên chúng tôi làm tập này, tương lai nếu lưu thông chính thức, sẽ dùng thánh hiền giáo dục chẩn cứu nguy cơ. Trưởng lão Mahathir kiến nghị như vậy. Bình đẳng ba nghiệp thân khẩu ý. Hôm nay chúng ta chỉ giới thiệu đến đây thôi.